Hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng các bạn đến với video của mình. Cái video của mình ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục nói về chủ đề thu đông. Và ngày hôm nay mình muốn gợi ý đến cho các anh em top 10 chai nước hoa dùng để cho đi làm đó và sử dụng trong môi trường trong văn phòng. Ở đang đến môi trường văn phòng thì mọi người đều biết đó là cái chỗ nơi mà tự nhiên là đông người, cũng không nhiều khi cũng không phải là quá là rộng rãi, máy móc đó thì đổ lại chúng ta cần phải giữ một mùi hương có một cái nhất vẫn phải đảm bảo cái yếu tố thu hút, và cái thứ hai đặc biệt quan trọng đó là mùi không được quá mạnh đó, để tránh gây khó chịu đối với người xung quanh, và đặc biệt là đừng có gạ đòn với sếp, người trực tiếp quản lý mình đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em gợi ý thôi chứ không phải giới thiệu top 10 chai nước hoa. Ok, ở vị trí số 10 mình muốn giới thiệu đến cho các em bộ đôi sản phẩm của nhà Montblanc, đó là Montblanc Legend và Montblanc Individual. Tại sao mình lại giới thiệu hai bộ đôi sản phẩm của nhà nước hoa này? Bởi vì Montblanc Individual với cái mùi hương ngọt ngào, vừa nhẹ ngọt ngào và không quá nồng, nhẹ nhàng của mâm xôi và quả và vani kết hợp lại. Đây là cái mùi hương cực kỳ thích hợp cho các anh em nào mới bắt đầu đi làm đó. Chúng ta là những người trẻ tuổi và chúng ta cần một cái mùi hương thu hút và không gây quá khó chịu, thì Montblanc Individual này là một cái sự lựa chọn không hề tệ đến cho các anh em đó, nhẹ nhàng, ngọt ngào, thu hút và vẫn giữ cái chất manly lịch sự. Chai thứ hai đó là Montblanc Legend với cái mùi hương của gỗ cộng thêm một chút đậu tonka, một cái mùi hương cũng nam tính, cổ điển đó, thì nó rất là thích hợp đến với các anh em nào đang ví dụ như đã đi làm khoảng 28, bắt đầu từ 28 đổ lên đi đó, và mình bắt đầu mình đã có một cái vị trí trong công việc, có thể là team leader hoặc là manager đó, vân vân vân, đại khái là bắt đầu mình có, nghĩa nhất là trong công việc mình đã bắt đầu mình đã có một cái tiếng nói trong cái cách thể hiện năng lực của mình, thì Montblanc Legend này là một cái công cụ hỗ trợ cho các anh em khi chúng ta đến chỗ làm đó. Ở vị trí số 10 mình muốn giới thiệu đến cho các anh em bộ đôi sản phẩm của nhà Montblanc, Montblanc Individual và Montblanc Legend. Ở vị trí số 9, một sản phẩm của nhà Hugo Boss. Hugo Boss Man, chai nước hoa này mình trong video lần trước mình đã giới thiệu đến cho các anh em, và trong cái giới thiệu top 10 chai nước hoa dùng để cho văn phòng này, nếu như không nhắc đến mùi hương của chai nước hoa này thì thực sự là một điều khá là đáng tiếc đối với quan điểm của mình, đặc biệt là những bạn nam nào đã tầm từ 28 trở lên đó, thì các bạn, mình thực sự mình muốn nói là các bạn nên thử dùng mùi hương của chai nước hoa này khi đi làm. Mùi hương của nó nam tính, quyến rũ, chắc chắn là sẽ giúp ghi điểm cho các bạn trong mọi hoàn cảnh các bạn đến chỗ làm đó. Ở vị trí số 7 đó là một sản phẩm của nhà Azzaro, Azzaro Visit. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này, mình có thể nói ngắn gọn thế này: nếu như chúng ta xóa bỏ cái logo Azzaro này đi và thay vào đó là Amouage Create Le Labo, thì chắc chắn các anh em khi mà ngửi mùi hương này đều sẽ phải trầm trồ xít xoa, bởi vì một cái mùi hương gỗ tuyết tùng kết hợp với nền của nó là long diên hương tuyệt vời, nhẹ nhàng bền bỉ bám lên da và đầy thu hút. Nhưng bởi vì đó là một cái sản phẩm khá là rẻ tiền của nhà Azzaro, thì có thể là với những anh em nào có cái quan niệm là nước hoa cao cấp mới là có mùi hương độc đáo sẽ không quá quan trọng mùi hương của chai nước hoa này, nhưng các bạn hãy cứ thử xịt và cảm nhận mùi hương của chai nước hoa này Azzaro Visit, một mùi hương cực kỳ quyến rũ, nam tính, rất là hợp cho các bạn khi mà các bạn xịt để đi làm. Ở vị trí số 7, một sản phẩm của nhà Dior, Dior of a Man. Chai nước hoa này theo như một lần trước mình đã đánh giá nó, thực sự đến bây giờ mình cảm thấy bài đánh giá của mình vẫn hơi bị sai một chút, hơi có nghĩa là hơi thiếu khách quan. Bởi vì thực tế là sau đó khi mình xịt
mình dùng thêm một thời gian nữa thì mình lại bắt đầu mình cảm thấy yêu cái mùi hương này. Một cái mùi hương ở hoa diên vĩ kết hợp, nếu mình nhớ không nhầm đó là hổ phách, tạo nên một cái mùi hương một chút hoa, một chút nồng ấm của hổ phách, nam tính, lịch sự và cũng khá là sexy. Chắc chắn nếu như các bạn xịt trong môi trường đi làm, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Dior Offer Man. Ở vị trí số 6, mình muốn giới thiệu đến cho các anh em một sản phẩm của nhà Carolina Herrera CH Man. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này, thực sự là nó có một cái biến đổi tổ hợp khá là lạ. Bởi vì khi mà các bạn xịt, các bạn sẽ cảm thấy một vị trong trẻo tươi mát của cỏ, cỏ xanh. Và sau đó bất ngờ nó sẽ dày lên bởi vì trong thành phần nguyên liệu của nó có da thuộc. Và có một cái chai nước hoa có một cái mùi hương cũng khá là tương đồng với chai CH Man này, đó là Armani Code. Đó, nhưng cá nhân mình thì mình thích mùi hương của chai CH Man này hơn. Và đối với một cái mùi hương mà có nét tương đồng với một chai nước hoa đã từng đạt giải thưởng của Hiệp hội nước hoa quốc tế Fifi Fragrance, đó thì không còn nghi ngờ gì nữa, các bạn cũng nên thử mùi hương của chai nước hoa này CH Man. Ở vị trí số 5, một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent L'Anidolome Le Parfum. Đây là một cái sự lựa chọn cho các bạn nào đã đang đi làm và có một cái vị trí tương đối. Đó, các bạn đã ý là mình đã là boss hoặc là leader hoặc là manager vân vân. Đó, mùi hương của chai nước hoa này so với cái phiên bản tiền nhiệm của nó là L'Anidolome đã có một cái sự thay đổi khá là lớn. Đó, thay vì cái nốt hương hoa nồng nàn, quyến rũ, sexy thì cái mùi hương của Le Parfum này nó thay bằng cái dương xỉ và nó đổi lại nó có một cái gì đó nó khá là cứng, quý ông, lịch lãm. Đó, thì đối với nhiều người thì đây là một bước thụt lùi của cái phiên bản tiếp theo của dòng L'Anidolome. Cái này thì quan điểm của mỗi người thôi. Mình, đối với mình thì nó cũng có kém, nhưng mà nếu mà để đặt trong từng trường hợp, trong từng môi trường sử dụng thì cũng chưa biết là mùi hương nào hơn mùi hương nào. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình vẫn thích dùng để đi với các chị em hơn, cho đó mình vẫn thích là L'Anidolome. Nhưng nếu như bạn nào quần Âu, áo sơ mi, sơ vin lịch sự và các bạn mà trong công việc các bạn có một cái tiếng nói nhất định, có trọng lượng, đó ví dụ như làm như thế này, làm như thế này, ký duyệt cái này, đưa cho tôi cái này, đó thì các bạn nên dùng thêm trợ giúp, đó là L'Anidolome Le Parfum, đó quý ông lịch lãm. Ở vị trí số 4, đó là một sản phẩm của nhà Prada L'Homme, một cái mùi hương hoa diên vĩ. Mình không còn gì phải nói quá nhiều về mùi hương này, luôn luôn trong các diễn đàn ở trên thế giới và các kênh YouTube ở nước ngoài họ luôn đánh giá đây là một cái mùi hương best, đó cực kỳ thích hợp dùng cho văn phòng. Do đó Prada L'Homme ở vị trí thứ 4. Đó là một cái sản phẩm của nhà Dior, nhưng nếu như chúng ta không nhắc đến mùi hương của chai nước hoa này thì khá là đáng tiếc, đó là Dior Sauvage Eau de Toilette hoặc Eau de Parfum tùy theo các bạn, bởi vì cả hai phiên bản đó đều có thể sử dụng được trong môi trường đi làm. Chai này của mình thì đang là Eau de Toilette. Mình nghĩ là mình không cần phải nói quá nhiều về mùi hương này nữa, bởi vì nó quá là phổ biến, quá được nhiều người biết đến rồi. Nhưng không thể phủ nhận đây là cái mùi hương cực kỳ thích hợp dành cho đi làm. Đó, ở vị trí số 3, Dior Sauvage. Ở vị trí số 2, đó là một sản phẩm của nhà Chanel, Blue Chanel Eau de Parfum. Không có gì để nói cả, các bạn đều biết, mình đều biết, nhưng chắc chắn sẽ phải vẫn và xếp nó vào trong list những chai nước hoa dùng để cho đi làm và thu đông. Blue Chanel Eau de Parfum đứng ở vị trí số 1 trong top 10 chai nước hoa dùng cho đi làm thu đông. Đây là một cái mùi hương các bạn cũng biết, mình cũng biết và rất nhiều người biết. Và do đó là nếu như không xếp nó vào ở vị trí số 1 thì sẽ rất là đáng tiếc. Đó là Creed Aventus. Đây là cái mùi hương nam tính, lịch lãm, đầy đẳng cấp. Do đó, nó thực sự là một cái vũ khí hạng nặng để giúp cho các bạn khi mà các bạn đi làm, các bạn xịt mùi hương của chai nước hoa này và thể hiện các bạn
bạn là ai đó, thì Chris Adventures là một trong những cái sự lựa chọn. Theo như mình, đó là một cái lựa chọn số 1 trong top 10 chai nước hoa dùng cho đi làm ở thu đông. Thì video của mình đến đây là hết. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.